Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Thánh Kinh thì người phải sống lại từ cõi chết.